Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, 21 tây tháng 5 năm 2018. Chương trình Khai Dương Trí số 345 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe những người trong nước người ta chế một cái bài nhạc nói về sự cai trị yếu kém ngu dốt khi mà trời mưa thì đường xá ngập mênh mông. Mời quý vị và các bạn hãy nghe. Ta chế nhạc như thế nào? Mùa mưa này về trên quê ta, góc phố phường nước ngập bao la. Mưa chưa to dòng bao còn xa, đường thành sông bùng rác nhập nhà. Ha, chuột chết. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã mấy năm chi bao tiền ra, chi bao tiền ra để nay công thoát, lo cho lúc mưa về. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay trời mưa đường bông quá thành sông suối, nước mênh mông mà không có lối thoát, người đang đi từ dưng cái mắt sình dính sình rồi. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay ôi dầu dĩ biết bao, lăng ông thì nghe rồi bùng binh cây gõ ông bà, đi xe như đang mới không biết mình đang đi nơi nào. Ôi ta đang đi đi giữa bồn quả hay ta đi giữa ruộng đồng, để đâu để đâu. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay ôi dầu dĩ biết bao, bao năm trông ngập rồi mà giờ sao linh lăng phố phường, tiền dấm chi ra bao nhiêu nay chắc ra ngô ra khoai. Ôi bao nhiêu ông cam kết thật hay nhưng nay sao quá ê chề. Mùa mưa thì thân quê ta khắp phố phường nước ngập bao la, mưa chưa to dòng bao còn xa, đường thành sông bùng rác ngập. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã mấy năm chi bao tiền ra, chi bao tiền ra để nay công thoát, lo cho lúc mưa về. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay trời mưa đường bông quá thành sông suối, nước mênh mông mà không có lối thoát, người đang đi từ những cái mắt sình. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay ôi gặp úng khắp nơi, lăng ông thì nghe rồi vùng binh cây gõ ông ta, người xe như đang đi bơi không biết mình đang đi nơi nào. Ôi ta đi bơi đi giữa phồn hoa hay đi đi giữa ruộng đồng. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay ôi rầu đi biến bao, bao năm trông ngập rồi mà giờ sao lên láng cái phố phường, tiền dân chi ra bao nhiêu sao chẳng làm ra ngô ra phai. Ôi bao nhiêu ông cam kết thật hay nhưng nay sao quá ê chề. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa mưa gặp ôm kinh hoàng, kinh hoàng quá, kinh hoàng rồi trong anh uống máu kinh hoàng. Người dân ở trong nước càng ngày người ta không còn sợ nữa.
Trời ơi chị ơi, biết bao nhiêu người em không biết rằng tài liệu, mà vấn đề là khi gặp bác lần đầu tiên tôi mất trinh người ta đưa lên như thế nào, mà chỉ cần chị đưa qua trang pay của chị bây giờ, tờ gỡ hang cùng ngõ hẻm ở trong chợ người ta đùn nhau hỏi vậy chứ có biết ông già ấu dâm không, mọi người người ta cười quá trời luôn chị ơi. Trời ơi là trời chị à, một số người chửi chị nhưng mà từ ở bên Campuchia cho tới ở đâu người ta đều biết chị hết trơn chị ơi. Con số mà người ta theo dõi đã lên tới 4 triệu lượt người xem rồi đó chị, đó các bạn thấy đó. Chỉ cần Lisa đưa một cái vấn đề là kêu bằng đó là lần đầu tiên gặp bác, mà tôi vấn đề là kêu bằng là bị mất trinh, mà các bạn coi con số đó lên tới 4 triệu mấy người vào để mà người ta xem rồi đó, các bạn thấy rõ ràng không? Đó, đây là trang page của Lisa, ở bên vấn đề là trang page của Lisa. 4 triệu mấy là nó ăn gian đó, chứ thật ra là mười mấy triệu người vào rồi. Không phải một đâu, nhưng mà nó dùng một cái software để mà nó ém cái số của chị xuống. Nó ém 3 lần như vậy, thay vì 4 triệu là bây giờ là phải là 20 triệu người đều biết. Rồi, trước khi vào chương trình, Lisa sẽ bắt đầu là cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã vấn đề là gửi những cái vấn đề là chi phiếu ủng hộ cho chương trình. Hai Lisa Phạm, chú Sơn xin ủng hộ 200 đô la cho chương trình Ba Sạch của Lisa. Cầu chúc ơn trên độ cho Lisa có nhiều sức khỏe, kiên trì đấu tranh cho đất mẹ Việt Nam, Seattle, Washington State, ngày 11 tháng 5, 2018, chú Sơn. Cảm ơn chú Sơn, Lisa đã nhận được chi phiếu 200 đô la ủng hộ chương trình Ba Sạch của chú. Kế tiếp, chúng tôi tới Mỹ năm 1979, chúng tôi đã từng ủng hộ mặt trận Cộng Hoàng Duy Hùng, Phạm Văn Thành, Đài Phát Thanh Quê Hương trong chiến dịch 1000 Thiên An muôn Việt Nam đều thất bại, đều giả dối nên bây giờ ngại ngùng, không muốn ủng hộ ai. San Jose, California, cô Lisa quý mến, vợ chồng tôi gửi cô chi phiếu này để ủng hộ tinh thần chống cộng của cô, tùy ý sử dụng. Tôi phải đi bank mua chi phiếu chứ không xài chi phiếu cá nhân nên đến chậm tới cô. Cảm ơn cô Phương Lê luôn. Xin đừng đọc tên chúng tôi. Cảm ơn. Tôi không đọc tên của vấn đề là người này. Nhưng mà chi phiếu của quý vị Lisa cũng đã nhận được. Cảm ơn vợ chồng của quý vị 200 đô la ở tại San Jose. Cảm ơn một anh ở Richmond, Virginia, Hùng Quỳnh. Anh Hùng Quỳnh đã gửi cho Lisa Western Union 225 đô để ủng hộ chương trình. Hello chị Lisa, dì ba ở tại Utah gửi cho chương trình Khai Dân Trí ủng hộ chị 200 đô la. Steven Lee gửi cho Lisa 100 đô la ở tại San Jose, California. Không có thư, không có một cái lời nói gì hết. Chỉ gửi ủng hộ chương trình. Chào Lisa, một người bạn Facebook tên Minh Thanh, nickname Mita, nhờ gửi cho chị. Khi nào nhận, chị inbox Minh Thanh giùm nhé. Cảm ơn chị. Chị đã nhận được cái Moneygram 100 đô la của em. Em ở tại đâu? Em ở tại Kentucky. Cảm ơn em. Ngày 9 tháng 5, 2018, Lisa thân mến, hàng ngày gia đình chúng tôi theo dõi chương trình Khai Dân Trí của Lisa, thương vô vàn người nữ tướng tận tâm tận lực cho Tổ quốc Việt Nam trong cơn nguy biến. Lịch sử Việt Nam ngàn đời ghi khắc công ơn bảo vệ Tổ quốc của Lisa. Thân tặng Lisa tấm ngân phiếu để Lisa tùy nghi sử dụng. Elizabeth Phạm ở tại Canada đã gửi một chi phiếu cho Lisa 100 đô la mua của nhà băng ở tại Canada. Và kế tiếp Lisa cảm ơn anh Tâm đã tặng cho Lisa quà. Hôm nay Lisa đeo quà của anh là cái đồng hồ và những đồ trang sức. Ngày 16 tháng 5, 2018, anh đây mến thương nàng, quý em hơn muôn bạc vàng. Sau này
anh sẽ xuống tìm em để xếp hàng cầu hôn em. Thằng nào làm chẳng cũng được, cho anh xin làm chồng bé của em đi. Sinh nhật em tháng 6, 4 tay, năm rồi anh gửi quà trễ, nên năm nay anh tặng quà sớm cho em. Happy birthday nàng tiên cá Lisa Phạm, mỹ nhân của lòng anh. Cảm ơn anh Tâm ở Việt Trí Nhà. Mỗi lần anh gửi quà cho Lisa là Lisa mắc cười. Anh làm những cái bài thơ anh chọc cười Lisa, Lisa cứ cười hoài, rất là dễ thương nha. Lisa mong các bạn gửi nhiều cành hoa để mà tặng cho tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình Khai Dân Trí, cũng như là tặng riêng cho Lisa. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Nhớ nha quý vị, những người nào gửi riêng cho Lisa, nhớ ghi riêng cho Lisa. Những người nào gửi ủng hộ chương trình Khai Dân Trí, tức là ủng hộ chương trình Ba Sạch của những chiến sĩ ở trong bóng đêm ở Việt Nam, thì cứ ghi rõ ra để Lisa biết, Lisa đưa ra bên nào, để Lisa để đó, để Lisa gửi, để cho vấn đề là cơ bằng là coi như là giúp đỡ một phần nào đó để ủng hộ những chiến sĩ mà ở trong bóng đêm để cứu đất nước mẹ Việt Nam mình nha. Cho nên Lisa nói quý vị, người nào mà gửi để riêng cho Lisa làm ơn ghi dùm riêng cho Lisa, còn người nào gửi để ủng hộ chương trình thì cứ ghi ra ủng hộ chương trình thì Lisa biết nha. Rồi Lisa vấn đề là kêu bằng là trở lại chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn thân mến. Tin hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2018. Tin khẩn cho Lisa. Chị ơi là chị, anh em Ba Sạch đang ra tay đốt công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Ánh Dương ở tại Bình Định. Tin nhắn cho chị Lisa hay, ba anh em chiến sĩ trong bóng đêm của chúng tôi hiện vẫn còn trên đường rút lui, vẫn chưa về đến nơi trú ẩn bình an. Nhưng vì quá vui cho nên đưa tin cho chị. Tuy nhiên, theo dấu hiệu để lại thì kế hoạch đốt sạch công ty Tân Ánh Dương tại Bình Định đã thành công mỹ mãn. Vào 13 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5, 2018, ba anh em chúng tôi được phân công đột nhập vào công ty này và đã hoàn thành sứ mạng giao phó. Tuy chưa trở về nơi trú ẩn an toàn, nhưng theo tin nhận được thì toàn cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tân Ánh Dương đóng tại thôn Tân Hòa, phường Nhân Hòa, thị xã Nhơn Anh, An Nhơn, Bình Định đã bị bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn, làm thiệt hại lên tới mấy ngàn triệu đồng. Đây là nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm sắt đan nhựa giả may xuất khẩu, làm nệm, làm ghế sofa. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, tỏa một vùng rồng lớn, khiến cả một khu vực đều hoảng loạn. Hơn 400 thằng cán bộ đầu bò từ khắp các đơn vị của các vùng chung quanh Bình Định, Quy Nhơn đã bị bắt điều động đến để chữa lửa. Cả luôn lữ đoàn phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa cũng điều hơn 200 thằng cán bộ khẩn cấp đến tham gia chữa cháy, bởi công ty này có dấu hiệu là của con ông cháu cha hoặc là của những thằng đầu bò kết nạp tình báo Hoa Nam ở bên Tàu để làm xuất khẩu sang những thị trường Âu và Mỹ, đã được chúng ta lên kế hoạch để phóng hỏa Ba Sạch. Nhà xưởng đã đổ sập, cháy tới đâu lan tới đâu, đám cháy lan tới đâu, nhà xưởng đổ sập đến đó. Mục đích của các anh em dân quân chiến sĩ Ba Sạch là khu vực chứa hai bồn gas đã nạp cả chục tấn gas, nhưng hiện tại vẫn chưa thông tin về điểm này. Đây là một tin thành công tuyệt vời của dân quân Ba Sạch ở Bình Định, Quy Nhơn. Sau 4 tiếng đồng hồ khai quả, Ba Sạch vẫn còn đang đốt lù khốn nạn. Em đang chờ đợi tin vui, bởi vì chúng em đã canh me và chúng em đã biết được chúng ở trong xưởng này đã có hai bồn chứa gas đã nạp gần cả chục tấn gas. Một khi mà những tấn gas này đã nổ ra thì long trời lở đất chị ạ. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Tất cả một mật tin ở bên trong đưa cho chị biết để chị thông báo cho những chiến sĩ dân quân Ba Sạch.
các em không thể nào mà vì muốn lập công trạng để mà vấn đề là hớ hơn được. Bọn chúng đang tung ra trên dưới 1.000 tinh nhuệ theo dõi những cái camera ở những vùng mà vấn đề là bị cháy để theo dõi dấu chân của những chiến sĩ chúng ta, ai là người đi qua đi lại để chúng khoanh vùng. Đây là mật tin mà tụi nó họp mật ở bên trong mà đã lọt đến tai của chị. Lũ an ninh điều tra và những trinh sát của lũ chó đẻ đảng đỉ, nó đang bố ráp âm thầm. Mặc dù chúng không lên báo nhưng chúng họp, chúng rất là khẩn trương để theo dõi. Cho nên nếu mà không có vấn đề là thuận lợi, các em không cần phải ra tay, bởi chị không muốn một người nào chiến sĩ bị rơi vào tay của bọn chúng. Hãy nên cẩn thận ẩn mình, làm rồng ẩn mình cho chị, có điều kiện quan sát tình hình mới ra tay. Ra tay là phải thành công, là phải trở về an toàn. Chị không muốn một người nào, không muốn một chiến sĩ nào trong cơn binh lửa này phải chịu hy sinh. Đất nước Việt Nam, mẹ Việt Nam rất cần những con người trung can nghĩa đảm như các em. Cho nên phải tuyệt đối, phải cẩn thận và cẩn thận. Đầu tiên là phải bảo vệ chính bản thân của mình, đừng để hớ hên. Bởi vì mật tin chị đã nhận được, cho nên mọi người hãy nên cẩn thận. Chị ở bên trong thì cũng đã nói cho những chiến sĩ lão thành biết được để mà vấn đề là ẩn nấp, để mà chờ thời cơ. Nhưng mà chỉ có những người rất là đông đã hưởng ứng chương trình của chị, nghe lời của chị, phải nghe những lời nói của chị. Bởi vì chị không có họp mặt đông đủ được, cho nên sẵn trong chương trình chị nói như vậy. Các người nào mà đứng chỉ huy trong những nhóm, hãy nên truyền tai và vẽ lên sơ đồ. Khi đi thực hiện một cái điều gì đó, phải nên coi quan sát địa bàn, phải đưa trinh sát coi địa bàn nó như thế nào, bao nhiêu camera, bao nhiêu những camera ở đâu phải coi cho chị. Đầu tiên phải vô hiệu hóa những camera đó, sau đó tìm những đường để mà chúng ta rút lui như thế nào. Có thể dương đông kích tây, phải chạy vô đường hẻm này, quẹo qua đường hẻm kia, bay qua đường hẻm nọ, phải đi lòng vòng để đánh lạc hướng những camera cho chị. Điều quan trọng tối ưu nữa là những người nào nhỏ con thì phải chơi mặc 2-3 cái áo vô cho bự con. Đôi dép mang nhỏ phải mang bự ra để mà chèn thêm cho chị để đánh lạc hướng. Lúc nào cũng phải bịt mặt lại và phải đội nồi cơm điện, tức là nón bảo hiểm để mà hành động cho chị. Xe thì phải thay đổi bảng số liên tục cho chị, không để cho chúng biết được những cái xe. Đặc biệt những xe nào mà mua có giấy tờ thì không nên dùng để sử dụng. Phải dùng những chiếc xe nào hoặc là dùng những bảng số giả để hành động cho chị. Chị chỉ nói như vậy. Còn những cái tin tức tuyệt mật tổ chức như thế nào, hãy vào bên trong để mà chị nói chuyện nha. Rồi, ở đây là chị chỉ thông báo tổng quát như vậy để tất cả những nhóm, những dân quân ba sạch hãy nên chuẩn bị và lấy đó làm điều. Những đây là kêu bằng là làm kim chỉ nam cho chị. Khi có chuyện gì xảy ra hoặc chúng nó phát hiện được thì chiếc này không để cho bắt mà phải xác thác cho chị. Giết được một thằng nào cứ giết để gây tiếng vang cho chị. Y như hai người giang hồ mà đã đâm những thằng hiệp sĩ như vậy cho chị. Không cần phải chạy nữa, giết luôn. Rồi có gì mình tự sát để cho chúng nó biết được người tin thế nào. Thằng đảng đỉ ngày xưa lúc nào nó cũng là ca ngợi, nó cũng hung đúc tinh thần để cho những người Việt Nam phải bắt đầu là giả bộ đưa cái vấn đề là chiêu bài là cứu nước để cho bắt buộc người Việt Nam phải đi vào con đường chết để làm liệt sĩ. Ngày hôm nay vào thời bình thì nó cố tình làm cho mọi người phải run sợ bằng cách nó bắt một hai người, nó xử án cho thật cao, thậm chí nó đem ra nó tử hình một người để cho mọi người run sợ. Cho nên đến thời buổi này đất nước Việt Nam chuẩn bị lọt vào tay của Tàu. Những thằng cai trị khốn nạn bắt đầu là vấn đề là kêu bằng là nó đã bắt đầu nó lộ ra cái giả tâm cướp đất của người dân, hà hiếp người dân thì các bạn không còn sợ nữa. Có cái chết các bạn sẽ vấn đề là kêu bằng là cứu quốc, các bạn hãy cứu lại. Để tao coi tụi bay còn khốn nạn không, tụi bay đừng có hù dọa mà bắt người này bắt người kia. Tụi bay khỏi cần nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, ngày 21 tháng 5, 2018, thêm một xe máy cháy nổ từ ngay bình xăng E5 ở Yên Mỹ. Vào khoảng 13 giờ trưa ngày 20 tháng 7, một phụ nữ đang chạy xe ở ngoài đường tại Liêu Trung, Yên Mỹ thì bỗng nghe tiếng nổ ở động cơ nên đã hốt hoảng vội vã dừng xe lại để kiểm tra. Vừa rời xuống khỏi chiếc xe thì lửa đã bắt đầu bùng phát dữ dội, rồi trong tích tắc
đã bốc lên cháy dữ dội. Người dân xung quanh thấy thế liền dùng hai bình chữa cháy mini để dập lửa, nhưng không bao giờ thành vì ngọn lửa bắt nguồn từ bình xăng nên không thể xịt trực tiếp vào, nên không thể chữa cháy. Kết quả chiếc xe của người dân đã bị thùng xăng đổ xăng E5 tạp chất của Tàu Cộng đã cháy tan tành thiêu rụi, mà người dân cũng không bao giờ chịu đứng lên. Người dân cứ ù lì hoài, cứ đợi chờ hoài. Của chị ở Việt Nam lũ đầu bò tới 4 triệu đảng viên, dây mơ rễ má của nó phải trên 10 triệu, 20 triệu. Dân Việt Nam 100 triệu chỉ có 80 triệu là người dân Việt Nam hiện bây giờ ở trong nước Việt Nam thôi. Mà người của chị thì rất là ít. Cho nên chị ít ra chị phải mong rằng mọi người đều nghe tiếng nói của chị. Tụi nó 20 triệu là mình phải có 20 triệu để đối đầu với nó. Và mình phải gan dạ hơn nó, phải can đảm hơn nó. Cục diện này mới thay đổi được. Và đương nhiên những người dân thì phải bảo vệ và ủng hộ những chiến sĩ nào dám ra mặt để mà sát thác với cái lũ khốn nạn này. Các hiệp sĩ mù đã bắt đầu giác ngộ và giải nghệ khi nghe chương trình của chị Lisa. Thêm một hiệp sĩ đã giác ngộ và từ bỏ chuyện nói giáo cho lũ côn đồ công an khốn nạn để đi làm mấy chuyện mang danh là tuần tra bắt cướp, nhưng thực chất phần lớn là lợi dụng danh nghĩa ảo để mà đi đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, đánh đập, cướp giật giữa các phe phái cướp với nhau để có thể rút lui được một cách an toàn mà không bị chính các hiệp sĩ khác hay lũ côn đồ công an thanh trừng hay thủ tiêu. Anh Hồ Duy Tân, một hiệp sĩ mù ở Bình Dương, đã phải nêu lý do cho việc chọn con đường giải nghệ và vì kinh tế gia đình không cho phép nữa. Cho nên anh Hồ Duy Tân từng là một hiệp sĩ đường phố, anh đã tuyên bố giải nghệ, tặng nhiều cành hoa cho Hồ Duy Tân. Khôn ngoan như vậy mới đúng, hãy nên trở về với dân tộc Việt Nam, làm hiệp sĩ bảo vệ dân quan, bảo vệ những người dân, những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, yêu nước Việt Nam thật sự, chứ không bảo vệ cho những lũ đầu bò, ốc chó não lợn, lũ cờ đỏ ăn trên ngoài trắc được. Tặng nhiều cành hoa cho chị. Lũ khốn nạn nào lại cố ý hạ độc giết hàng trăm tấn cá của người dân Việt Nam ở Đồng Nai ngay trước ngày thu hoạch? Vở kịch bản cũ nhưng vô cùng hiệu nghiệm để giết chết nền kinh tế nuôi thủy sản của người dân Việt Nam đã được diễn ra tại Đồng Nai đúng trước ngày chuẩn bị thu hoạch cá để đưa vào thị trường Việt Nam, thì chợt nhiên hàng trăm tấn cá nuôi đột ngột phơi bụng chết trắng lòng bè, khiến dân làng ở làng bè nuôi cá ở Đồng Nai rơi vào cảnh điều đứng. Một người nuôi cá lồng ở đây cho biết là hàng trăm tấn cá lăn, chép, điêu hồng ở đây chợt nhiên chỉ qua một đêm đã bị chết sạch. Số cá này đã quá lớn, đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu bán nên thiệt hại nặng nề lên tới hàng tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây là kịch bản hạ thủ giết chết cá nuôi của người dân đúng trước ngày chuẩn bị thu hoạch đã xảy ra những năm gần đây khắp cả miền, cả đất nước. Các bè cá nuôi đều không hề bị hạ độc lúc cá còn nhỏ hay đang lớn. Chỉ chờ khi nào cá chuẩn bị thu hoạch thì chúng nó đưa một cái dây thúc cá xuống dưới nước, làm cho hàng ngàn tấn cá đã bị chết ngã lăn ra như vậy để chúng ém giá những người nuôi cá. Đây là thủ đoạn của những thương lái Tàu Cộng mà mọi người Việt Nam nuôi cá bè phải chuẩn bị. Chị Lisa ơi, chuyện động trời chị ơi, là chị Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã cấp phát thuốc quá hạn sử dụng để cho người dân, những người bị bệnh tâm thần uống vào càng chết nữa chị. Thở đời nay người ta tâm thần mà vô phát thuốc cho người ta quá liều như vậy, để cho người ta uống, để cho người ta chết mẹ người ta luôn. Ngày nó mới vô nó cướp miền Nam Việt Nam đó, những người nào mà Việt Nam Cộng Hòa người ta nuôi trong cô nhi viện mà bị cùi, bị vấn đề là bị tâm thần á,
nó đem lên trên tàu á, nó chở ra ngoài biển vắng lặng rồi nó xô mẹ xuống dưới sông dưới biển hết trơn. Bởi cho nên các bạn thấy cùi đuôi sức mẻ vợ Việt Nam ít lắm, bởi vì nó đổ mẹ xuống sông xuống biển hết trơn, nó ác như vậy đó. Thì bây giờ những cái người mà vô trong trại tâm thần, nó giả bộ nó vô trại tâm thần để nó gom tiền của Mạnh Thường Quân, rồi vô trọng nó phát thuốc cho hết hạn và để uống cho mày điên luôn, để mày đập đầu mày chết chứ không có mẹ gì. Rồi bắt đầu là nó khuyến cáo người ta, những người mà khiếm thị đó, bắt đầu là người ta, những này là nó yêu cầu người ta phải đi làm ăn, bắt đầu người ta mở doanh nghiệp ra, người ta gom 5-6 người vào khiếm thị để người ta mở ra những cái cơ sở, người ta đấm bóp đồ kia, thì bắt đầu kêu người ta nộp thuế 35% cho tới 40%. Các bạn thấy khốn nạn không? Những người khiếm thị hôm qua vô khóc với chị, ngồi kể cho chị nghe, hễ mà ăn tiền của nó, nhận tiền đó, thì nó không trả, nó phát cho, vấn đề là chỉ có một vài đồng làm sao đủ sống. Rồi bắt đầu nó chửi người ta là chay lười lao động, mà người ta khiếm thị thì làm sao mà người ta đi làm được như người bình thường. Thế là những anh em khiếm thị người ta đoàn kết với nhau mở một cái dịch vụ để mà chiều lòng khách đến, để mà massage được kia, làm cho vấn đề là mọi người khách như vậy. Thì bây giờ nó tới nó kiếm chuyện, nó bắt phải đóng 35%. Các bạn thấy có một cái xưởng nào, có một cái cơ sở nào ở bên nước ngoài này mà người ta vấn đề là người khiếm thị, người bị tật nguyền, người ta làm ăn mà đóng người ta thuế tới 35% không? Ở Mỹ không có nha. Những người mà ăn tiền tàn tật ở bên Mỹ này rồi, người ta đi làm, người ta có thu nhập, đó là tùy quyền của người ta, không có đóng một đồng bạc nào hết, mà còn ủng hộ cho người ta đi làm nữa. Nhưng mà ở trong một cái đất nước khốn nạn cộng sản Việt Nam, hôm qua một những cái em mà khiếm thị vào khóc với chị, thấy tội nghiệp lắm. Chị thấy tội nghiệp vô cùng đi. Người ta không có muốn, vấn đề là ăn đồng tiền của tụi nó đưa tiền, vấn đề là phát cho người ta có mấy đồng bạc làm sao sống nổi. Cho nên những hội anh em mà vấn đề là kêu bằng là khiếm thị tật nguyền, người ta quyên góp lại với nhau để người ta mở ra những cái dịch vụ vậy, thì nó lại nó kiếm chuyện người ta, nó đòi đánh thuế người ta 35% tiền thuế, mà tới còn hạch sách người ta nữa, không cho người ta làm lùng nữa. Một cái chế độ như vậy đó, một cái chế độ nó khốn nạn như vậy đó. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh đó. Tao nói như vậy rồi, những thằng chó đẻ mà tụi bay vấn đề là làm thuế đó nha. Tụi bay đừng để tao nêu tên tụi bay ra. Bởi vì nếu tụi Lisa mà nói ra tên tuổi của các em này, hoặc là nói cái địa điểm là nó sẽ khoanh vùng lại các em này để nó phạt, để mà nó làm khó dễ, cho nên Lisa nói như vậy thôi. Cho nên những thằng chó đẻ thuế ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tụi bay phải xét lại, phải coi lại. Nếu mà tụi bay còn đánh 35%, 40% cho những người tàn tật, những người khiếm thị mà người ta làm ăn đàng hoàng chân chính như vậy, thì tụi bay coi chừng ta sẽ lôi đầu tụi bay ra từng thằng một, để cho cả nước người ta đều biết. Tụi bay liễu hồn tụi bay với tao, tụi bay tưởng sao tụi bay làm như là tao không biết hay sao? Tụi bay tưởng tụi bay làm như là tao không biết hay sao? Trời ơi chị ơi, là chị nó học tập theo thằng Hồ Chí Minh ấu dâm. Bây giờ chị coi ở trong một cái đất nước mà thằng Tàu tràn lan đồ độc, bị cướp đất cướp nhà, thì tự nhiên nó treo trái táo toàn ten ngay bộ sinh dục, rồi cho một bầy thanh niên Việt Nam cháu ngoan của Hồ Chí Minh lại táp trái táo ăn. Trời ơi nhìn nó khiêu dâm, nó tục tiểu, nó hết sức. Chị ơi, đây là ở trong cộng sản Hồ Chí Minh đó chị. Tức là những người mà tham gia sinh hoạt đoàn đội của Hồ Chí Minh, nó làm như vậy. Nó treo một trái táo ngay chăn chỗ bộ phận sinh dục, rồi cho vấn đề là thanh niên chạy tới đó ôm mặt cắn. Mà điều đáng nói là ở trong nó không cho mặc quần xịp chị ơi, nó cho mặc một cái áo thun để che đúng bộ phận sinh dục thôi. Rồi những người thanh niên mà cháu ngoan thanh niên của thế hệ Hồ Chí Minh tới ăn trái táo, có nhiều thằng nó cắn con nhỏ kia, nó ơi coi chừng trục đụng Bác Hồ của em nghe đau lắm. Trời ơi, tục tiểu không thể tưởng tượng, nhìn muốn mửa chị à. Khốn nạn cái một chế độ như vậy đó. À, các em thấy rõ ràng không? Nhục nhã như vậy đó. Trời ơi chị ơi, cướp đất đánh người dân tới nỗi xỉu máu me ra không đó. Các bạn thấy không đó, có bao giờ khổ như vậy hay không? Người dân có bao giờ mà sống trong một chế độ khổ như vậy không? Người dân mà có bao giờ sống khổ như vậy hay không? Trời ơi chị ơi, thằng Tàu Cộng bắt đầu nó phát hiện được người Việt Nam đã đi buôn lậu trâu qua bên Tàu Cộng, bắt đầu nó chôn sống 251 con trâu chị ơi. Trời ơi là trời, thằng Tàu nó ác quá chị ơi. Phát hiện được trâu của Việt Nam đem qua xuất khẩu cho nó, bắt đầu nó đẩy mẹ xuống hố để nó chuẩn bị nó lắp đất nó chôn sống 251 con trâu Việt Nam.
Người nó tưởng con luôn. Tắt tắt lại. Bây giờ đâu có còn mà trâu ơi, ta bảo trâu này đồ nữa đâu. Đâu còn con trâu với vấn đề là xóm làng của Việt Nam nữa đâu. Mỹ ngưng chiến tranh thương mại với Tàu Cộng. Mỹ, ông Donald Trump yêu cầu thằng Tàu Cộng, mày phải làm sao mà mày nhận hàng của Mỹ vào và mày phải hạ, mày phải tăng cái đồng tiền của mày lên. Làm sao mà để cho đừng có thất thoát 200 tỷ đô la một năm. Thằng Tàu Cộng nó run sợ quá cho nên nó phải đồng ý chịu. Bắt đầu hàng hóa của Mỹ ào ạt vào Tàu Cộng và cái cán cân mà mậu dịch bắt đầu nó sẽ chiên bằng với nhau. Các bạn thấy như vậy đó, một cái đất nước mà người ta có tiền, người ta giàu có, người ta ra điều kiện là thằng Tàu nó phải cúi đầu nó chịu thôi. Nhưng mà thằng Tàu mà chơi xỏ lá thì chết mẹ riêng, hiện bây giờ là chết ngay. Mà một khi mà đã vấn đề đưa hàng của Mỹ ào ạt vào Tàu Cộng bằng với Tàu Cộng xuất khẩu sang bên Mỹ như vậy rồi, thì ở bên nước Mỹ của Lisa sẽ càng ngày càng giàu nữa. Và đương nhiên là bên Tàu càng chết là bởi vì nhân công sẽ bị trả lương rẻ mà. Làm phải 12 tiếng một ngày nhưng mà trả chưa tới 1 đô la nữa thì làm sao sống. Trong cái đất nước mà nó khốn nạn, các bạn thấy nó như vậy đó. Cho nên một cái chế độ độc tài, thằng Tập Cận Bình thì nó đi ra, nó đồng ý, nó thỏa thuận để mà nó nhập hàng Mỹ vào và nó đồng ý là nó vấn đề là được chịu. Cho nên bây giờ Mỹ nó có lợi rồi thì nó làm thân thôi. Cho nên thằng đảng đĩ Cộng sản Việt Nam tụi bay bưng bô nữa đi đó. Thằng Tàu là ông cố nội tụi bay còn phải sợ Mỹ nữa chứ. Đó tụi bay ngồi tụi bay tuyên truyền cho cái lũ con cháu già hồ chửi Mỹ. Chửi đi. Chửi rồi tụi bay hốt cức mà tụi bay ăn ở đó mà chửi. Tụi bay mạnh bằng Tàu không? Tụi bay mạnh bằng Tàu không? Mạnh bằng nó không? Mà bây giờ đó, xếp càng đó đó. Mày không xếp càng hàng quá, mày qua đây tao đánh thuế 50%. Lạng quả tao đánh thuế 70% luôn. Một con cá của mày ngày xưa bán có 4 đồng, 9 đồng. Bây giờ tao phải con cá của mày phải lên 50 đô. Để coi người bên đây dám mua nó hay không. Mà không mua thì ế, ế. Thì mày đem về mày giọng mày ăn đi. Cho nên chịu đâu có nổi. Chịu đâu có nổi. Mày đặt đưa cái thằng mẹ nó ra ở bên Tàu Cộng lên. Mày đặt đòi đánh thuế Mỹ đi vào Tàu. Mày đánh đi, tao đâu có cần bán cho thị trường của mày. Tao bán cho tất cả 176 nước trên toàn thế giới. Nói tới hàng của Mỹ là tao không cần mày mua. iPhone mày kêu tẩy chai mày không mua kệ mẹ mày, tao bán ra hết cho vấn đề là kêu bằng là toàn thế giới. Ở toàn thế giới 7 tỷ người, tao chỉ cần bán ra 1 tỷ cái iPhone tao cũng lời rồi, không cần mày mua. Rốt cuộc rồi bây giờ ngồi ngẫm đồm rồi, sợ rồi. Bây giờ sợ rồi. Chịu nổi không? Mày chịu hả? Mày chịu nổi không? Coi mày chịu nổi hay không? Bắt giam nguyên cán bộ ngân hàng Agribank lừa đảo hơn 100 tỷ đồng. Chị ơi là chị khổ nạn vậy đó. Một giả nó khổ nạn như vậy đó. Hôm nay Lisa cung cấp những tin tuyệt mật cho quý vị và các bạn thân mến. Hello chị Lisa. Good morning chị. Hôm nay em cung cấp những tin tuyệt mật cho chị. Hôm nay em cung cấp cho chị những mật tin sẽ có nhiều tin vô cùng nóng hổi về tình hình kinh tế và chính trị tại Việt Nam. Tin nóng nhất hôm nay là Tàu Cộng đã đàm phán thương mại thành công với Mỹ và được Mỹ gỡ bỏ hết các loại thuế quan đánh lên những mặt hàng của Tàu Cộng. Cụ thể là vào ngày hôm qua thì phái đoàn Tàu Cộng đã đạt được thỏa thuận thương mại vô cùng quan trọng với Mỹ để chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài 2 tháng qua. Phía Tàu Cộng sẽ mua thêm nông sản và dầu khí của Mỹ mỗi một năm 200 tỷ. Đổi lại thì Mỹ sẽ gỡ bỏ tất cả các khoản thuế mới vừa đánh lên 50% tới 30% của Tàu Cộng. Đây là thành công rất lớn của phái đoàn đàm phán Tàu Cộng. Vì Tàu Cộng không bị cắt giảm thương mại 200 tỷ đô la mỗi năm nữa, mà chỉ phải mua thêm một số lượng hàng, nông sản và dầu khí của Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Mà thôi, nghĩa là thay vì tốn 200 tỷ đô la, thì giờ Tàu Cộng thương lượng thành công để chỉ tốn 20 tỷ đô la mà thôi. Đây là hai sản phẩm thiết yếu
đối với kinh tế Tàu Cộm, nên Tàu Cộm có tốn 20 tỷ đô la để nhập về thì cũng có ích gì, chứ không có hại. Nguyên nhân là xứ Tàu Cộm quá đông dân, có tới 1 tỷ tư dân số, cần phải có số lượng thực phẩm vô cùng lớn để nuôi dân, cho nên nông sản từ Mỹ sẽ là nguồn bổ sung lương thực cần thiết cho Tàu Cộm để nuôi hết 1 tỷ 400 triệu dân của xứ Tàu Cộm. Ngoài ra xứ Tàu Cộm đất rộng đông dân mà lại không có mỏ dầu, nên dầu khí từ Mỹ sẽ là nguồn dầu khí bổ sung cho những hạng xưởng cực kỳ quan trọng, vực dậy nền kinh tế của Tàu Cộm. Vì vậy đợt đàm phán này hoàn toàn có lợi cho Tàu Cộm, giúp cho Tàu Cộm thu được nguồn cung cấp lương thực, dầu khí thiết yếu để duy trì quốc gia, và còn tháo gỡ được hết các loại thuế của Mỹ. Tàu Cộm đã giải quyết xong chuyện thương mại kinh tế với Mỹ, thì giờ sẽ rảnh tay để lo thanh toán thằng đảng Mỹ Việt Cộng. Đặc biệt là chuyện dầu khí ở Biển Đông đang rất nóng. Tàu Cộm sẽ quay trở lại Biển Đông để giành lại mỏ dầu và dạy cho thằng đảng Mỹ Cộng sản một bài học đồ máu vì dám đu dây với thằng Nga để nhượng mỏ dầu ở Vũng Tàu. Hiện tại Tàu Cộm đang rất điên máu vì bị đảng Mỹ Việt Cộng qua mặt, tự ý ký hợp đồng bán mỏ dầu Lan Đỏ cho thằng Nga, mà không thèm hỏi ý kiến của thằng Tập Cận Bình, không thèm quan tâm tới đường lưỡi bò của Tàu Cộm đã quét hết ở vùng biển Đông Việt Nam. Nên phen này chắc chắn sẽ giải cho đảng Mỹ Việt Cộng thêm một bài học cho bỏ cái thói đu dây phản trắc. Ngoài ra, Tàu Cộm còn muốn nắm lại quyền kiểm soát đất nước Việt Nam và chính trị Việt Nam. Vì mấy tháng nay, Tàu Cộm lo chuyện đàm phán kinh tế, ngoại giao với Mỹ, không có thời gian để lo chuyện lũ đầu bò, nên ảnh hưởng của Tàu Cộm bị suy yếu ở Việt Nam. Sức mạnh của phe thân Tàu, tình báo Hoa Nam đã gửi qua Tập Cận Bình là bị suy yếu khi mà đã ngụy trang mặc áo hình lưỡi bò cũng bị phát giác, thậm chí ra mặt chống Tàu trên những tờ báo, phát ngôn viên cũng Việt Nam cũng lên tiếng là nghiêm cấm. Tàu Cộm đã đem quanh tạc cơ ra đảo Trường Sa. Tàu Cộm đã cảm thấy mình bị suy yếu trước sức mạnh của phe thân Tàu ở đất nước Việt Nam. Vì vậy mà Tàu Cộm sau khi đàm phán với Mỹ xong sẽ muốn trở lại để nắm chính trị Việt Nam, tăng cường thêm sức mạnh của phe thân Tàu để tiêu diệt, nhổ cỏ sạch gốc phe dầu khí của lũ Nga, thân Nga và những phe phát khác, quan trọng nhất là sáp nhập đất nước Việt Nam vào Tàu Cộm. Sau khi nghe tin quan thầy Tàu Cộm trở lại, thầy Trẩm Lũ mừng tới rơi nước mắt, vì cuối cùng quan thầy Tàu Cộm cũng quay lại giúp mình. Vào tối hôm qua, sau khi tin Tàu Cộm đàm phán thành công với Mỹ về kinh tế được tung ra, thầy Trẩm Lũ đã vừa được bên Tổng cục 2 báo cáo, vừa nhận được điện thoại của đại sứ Tàu Cộm thông báo, nên vô cùng mừng rỡ, mừng tới nồi rơi nước mắt vì sung sướng. Vì mấy tháng nay Tàu Cộm bận lo chuyện đàm phán với Mỹ nên không có thời gian để mà giúp đỡ thằng Trầm Lũ, làm cho Trầm Lũ khó khăn vô cùng, bị thua phe Trần Đội Quần trong hội nghị Trung ương 7. Điều đáng nói là khinh bỉ yêu cầu một ông tổng bí thư phải kê khai tài sản, rồi đã vậy còn thua luôn phe nhóc ác Lê Thanh Hải ở trong đại chiến Thủ Thiêm, và thua luôn phe Ba Dũng trong vụ Mobifone. Nên giờ Tàu Cộm trở lại thì Trẩm Lũ vui mừng vô cùng, mừng còn hơn là cha mẹ sống lại. Cho nên ngay sau đó thì Trẩm Lũ lập tức nghĩ tới chuyện lấy lại quyền lực ở trong tay, gỡ thua và trả thù các phe Đội Quần Lê Thanh Hải và Ba Dũng. Vì phe Công An, phe Đội Quần, phe Hai Nhật, phe Ba Dũng đã lợi dụng cơ hội để thắng Trầm Lũ, còn cười nhạo sỉ nhục Trầm Lũ trong hội nghị Trung ương 7 vừa qua, làm cho Trầm Lũ bị mắc cỡ, bị nhục nhã,
mất hết thể diện, sĩ diện và quy quyền. Điều đáng nói là tất cả những người trong bộ chính trị đều yêu cầu Trọng Lúc phải kê khai tài sản. Nên giờ Trọng Lúc muốn đòi lại hết cả vốn lẫn lời để mà gỡ cái nhục, lấy lại quy quyền tuyệt đối. Trọng Lúc không quên mấy thằng tướng công an, trong đó có Tô Lâm đã ngồi ở dưới cười nhạo Trọng Lúc trong hội nghị 7 vừa qua. Nên lần này sẽ cho trả thù đầm máu để gỡ lại cái nhục tuần trước. Chính thằng Tô Lâm là thằng cười lớn nhất, cười hô hố giữa hội nghị, làm cả bầy công an cười theo, làm cho Trọng Lúc mắc cỡ vô cùng. Ở trong lòng thì nghiến răng trèo trèo. Ngoài ra Trọng Lúc còn nhớ cái nhục là phe công an tổ chức nhậu nhẹt linh đình trong khách sạn 5 sao và còn gửi thiệp để mà mời Trọng Lúc đi tham dự để mà chọc tức. Trọng Lúc cũng nhớ luôn vụ thằng Tô Lâm và đội quần còn đòi chụp cái quần xì của Lisa để mà trồng lên đầu của Trọng Lúc sỉ nhục. Bao nhiêu mối thù hằn nhục nhà đó thì Trọng Lúc sẽ tính cà vốn lẫn lời lên đầu của bộ công an Tô Lâm. Đội quần và phe công an, thằng Tô Lâm nhiều nghe phen, nghe lời đội quần đi chọc tức Trọng Lúc, nên Trọng Lúc sẽ xử thằng Tô Lâm tới cùng. Xử bằng cách tàn độc nhất để mà trả thù. Trọng Lúc có tính nhỏ mọn, thù dai, ai khen ai nịnh nọt gì thì nó không nhớ. Nhưng mà chửi gì mà đụng gì tới nó là nó nhớ hết và nhớ rất dài. Nên phe công an đã gây thù gì, ai đã chửi gì thì Trọng Lúc nhớ hết trong cuộc họp Trung ương 7 vừa qua và sẽ thanh toán hết phen này chứ không bỏ qua. Mật tin cho biết là Trọng Lúc đứng trước tượng vàng Hồ Chí Minh uống máu kinh do Formosa tặng để thề là sẽ lấy cái quần xì của mấy con đĩ dơ nhất ở Hà Nội để chụp lên đầu của thằng Tô Lâm và Trần đội quần, rồi lấy dây xích chó dắt đi vòng vòng trong bộ công an và văn phòng Trung ương Đảng để cho toàn đảng thấy hết, cho Tô Lâm và đội quần nhục nhã khỏi đầu thai kiếp sau được thì mới hạ giận. Lò lửa của Trọng Lúc đã nóng lên và chúng đã làm cho nguội đi. Bây giờ Trọng Lúc tiếp tục nhóm lửa lên trở lại, cho nên phe công an, phe Hai Nhật, phe Ba Dũng sẽ chết với Trọng Lúc phen này. Giữa lúc Trọng Lúc đang mơ tưởng việc trả thù Tô Lâm, Trần đội quần, Hai Nhật, Ba Dũng thì có tin điện thoại từ Tập Cận Bình Bắc Kinh gọi đến để chỉ thị công việc. Trọng Lúc cầm điện thoại lên thì mới biết là Tập Cận Bình gọi qua lúc nửa đêm để chỉ thị công việc tuần sau. Cụ thể là Tập Cận Bình muốn Trọng Lúc phải xử phe Thân Nghe và phe Dầu Khí trước để giành lại cái mỏ dầu cho Tàu Cộng. Còn chuyện Thanh Trần thì không cần gấp để tính sao. Thế là Trọng Lúc phải thay đổi kế hoạch trả thù vì không dám làm trái lời của Tập Cận Bình, không dám làm phật ý của tình báo Hoa Nam. Ngay lập tức thì trong sáng thứ hai, ngày 21 tây tháng 5, 2018 hôm nay, đã có tin là Trọng Lúc cho cắt chức hai thằng xếp lớn của tập đoàn dầu khí Việt Petro liên danh giữa Việt Cộng và Nga để chuẩn bị thanh trừng phe dầu khí và phe Thân Nga. Hai thằng bị Trọng Lúc cắt chức chuẩn bị thanh trừng là Việt Cộng Từ Thành Nghĩa, tổng giám đốc tập đoàn, và Việt Cộng Võ Quang Huy là kế toán trưởng của tập đoàn dầu khí. Đây là hai thằng trùm Thân Nga, hai thằng đầu sò trong tập đoàn khai thác dầu khí Việt Nga, nắm nhiều sổ sách, nhiều tin tức quan trọng và có quyền lực rất lớn bên phe Thân Nga dầu khí. Nên tình báo Hoa Nam đã chiếu tướng và ra lệnh Trọng Lúc phải tiêu diệt trước, chặt ngay đầu con rắn phe dầu khí Thân Nga này, để cho phe dầu khí thành rắn không đầu, nhằm tiêu diệt từ từ cho dễ, cho đỡ nguy hiểm. Bề ngoài thì Trọng Lúc giật dây cho báo chí đăng tin là hai thằng này từ chức. Nhưng bên trong thì ai cũng biết là hai thằng này bị Trọng Lúc cắt chức thanh trừng để xử tội.
phe Dầu Khí bất ngờ bị trúng hai cú đòn thiệt mạnh của Trầm Lũ thì choáng váng đầu óc và rơi vào khủng hoảng liền tại chỗ. Không biết phải chống đỡ ra làm sao, thế là phe Dầu Khí bị rối loạn, làm phe Thân Nga bị suy yếu theo. Độc kế của Trầm Lũ là rút củi đáy nồi, đánh vào cái túi tiền của phe Thân Nga là bên Dầu Khí trước, cho phe Thân Nga hết tiền, suy yếu, rồi mới bao vây tấn công từ nhiều phía để tiêu diệt phe Thân Nga cho dễ dàng. Trầm Lũ vô cùng tâm độc, không giả gì mà đánh trực diện với phe Thân Nga liền, mà đánh thẳng vào hậu phương của phe Thân Nga cho nó kiệt quệ, rồi mới dồn sức để giết nó khi suy yếu. Mục đích của Trầm Lũ là đập cho tan xác phe Thân Nga phen này và làm cả phe Dầu Khí sợ hãi, không còn dám dành cái mỏ dầu Lan Đỏ nữa. Sau đó thì Trầm Lũ sẽ dâng mỏ dầu Lan Đỏ ở Vũng Tàu này cho Tàu Cộng để lập công với Tập Cận Bình. Đây là chân dung của hai thằng bên phe Dầu Khí Thân Nga đã bị cắt chức ngày hôm nay. Phim càng ngày càng hay. Phe Thân Nga nghe tin Trầm Lũ cho xử hai thằng cấp cao của phe Dầu Khí thì nổi khùng lên đòi ăn thua sát ván với Trầm Lũ phen này. Phe Thân Nga lập tức ra lệnh cho báo chí tấn công tới tấp vào phe Thân Tàu của Trầm Lũ nhằm cân bằng thế trận và gây áp lực lên Trầm Lũ để giữ mỏ dầu tới cùng. Cụ thể là phe Thân Nga giật dây cho báo chí lên chửi tới tấp thằng Việt Cộng Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng du lịch, vì dám phát ngôn Việt người Tàu Cộng mặc áo lưỡi bò qua Việt Nam là chuyện nhỏ, đừng làm gì để khỏi ảnh hưởng tới đại cục. Phe Thân Nga vô cùng cay cú thằng Việt Cộng Tuấn này vì nó chấp nhận đường lưỡi bò của Tàu Cộng thì Tàu Cộng sẽ xác nhận chủ quyền trên Biển Đông và các mỏ dầu của phe Thân Nga ở ngoài biển Vũng Tàu sẽ bị nằm trọn vào tay của Tàu Cộng hết. Nên phe Thân Nga đang muốn ám sát thằng Việt Cộng Tuấn này để hù cả phe Thân Tàu và cấm ai thừa nhận đường lưỡi bò của Tàu Cộng. Sau đó, phe Thân Nga còn vạch ra là phe Trầm Lũ bao che cho các tỉnh sử dụng sai ngân sách với số tiền lên tới cả mấy ngàn tỷ đồng. Phe Thân Nga tung ra hồ sơ tuyệt mật là một loạt tỉnh từ Bắc tới Nam đã sử dụng ngân sách sai mục đích, gây thiệt hại tới cả ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Cụ thể là kiểm toán nhà nước dưới sự giật dây của phe Thân Nga đã tung ra báo cáo tuyệt mật Hà Nội đã chi sai 17 tỷ, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh chi sai 9 tỷ, Bà Rịa Vũng Tàu chi sai 74 tỷ, Bình Định 49 tỷ, Bình Thuận 171 tỷ, Tây Ninh 132 tỷ, Quảng Bình 177 tỷ. Ngoài ra, 31 trên 47 địa phương được kiểm toán sử dụng sai nguồn kinh phí 1.952 tỷ đồng, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc 691 tỷ đồng, Sóc Trăng 399 tỷ đồng, Vĩnh Long 281 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 141 tỷ đồng, 18 địa phương còn sử dụng 156 tỷ đồng từ nguồn tăng thu sử dụng đất đai bổ sung thường xuyên trong công tác. Trong công tác chi thường xuyên vốn chiếm tới 3% ngân sách, cho nên nó đập mạnh với nhau. Chi tiêu tùy tiện hàng loạt tỉnh thành lộ sai sót ngàn tỷ đã được đăng lên báo chí do phe Thân Nga giật dây. Lợi dụng lúc phe Thân Tàu đang trốn vắng thì tin tiền ngân sách đã bị tung ra, khiến cho Nga tung tiếp một cú kinh tế ngoạn mục. Cụ thể là Thân Nga giật dây cho kiểm toán tung một tin mật, đó là chi phí nạo vét kênh rạch đã bị kê khóc tới 36 lần. Và sau đó phe Thân Nga mới nhảy vô tiêu diệt phe Thân Tàu để bảo vệ mỏ dầu Lan Đỏ ở Vũng Tàu. Phe Thân Nga rất thâm độc nên toàn đánh vô hậu phương trước, rồi sau đó mới bao vây tiêu diệt phe Thân Tàu. Phe Thân Nga đang quyết tâm giữ mỏ dầu Lan Đỏ cho bằng được, vì phe Nga đã bỏ tiền vô rồi, giờ không giữ là cả bầy sẽ chết. Phe Thân Tàu bị trúng hai đòn kinh tế quá đau nên nổi khùng lên, lập tức tung chiêu là nhờ Tàu Cộng xả chất độc phóng xạ xuống sông La Ngà ở Đồng Nai nên làm chết 500 tấn cá của ngư dân và đầu độc nguồn nước Sài Gòn. Chất phóng xạ cực độc, phóng xạ này do tập đoàn Bô Xít ở Tàu Cộng Tây Nguyên lợi dụng.
Trong lúc phe thân Nga và Tàu đang đánh nhau ác liệt, tung ra hết các độc chiêu triệt hạ lẫn nhau, thì chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục giảm mạnh trong ngày hôm nay. Ngày 21 tháng 5, từ lúc mở sàn tới giờ, Việt Cộng đã đốt cháy 5 tỷ đô la. Đó là những tin tức thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin kinh tế, chính trị nội bộ của đảng Mỹ trong thời gian sắp tới. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye!